Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Em là Mr. BoonITB. Ngày hôm nay rất vui khi chúng ta lại gặp lại nhau trong một cái video phân tích cũng như là nhận định thị trường sau giờ giao dịch ngày 15 tháng 8 năm 2024. Ngày hôm nay thì như thường lệ, cá nhân em cũng muốn làm một cái video phân tích cũng là nhìn nhận thị trường của quý anh chị, đúng không? Sau cái video ngày hôm qua, em có nói về việc đó chính là nhóm hóa chất đã vào pha phân phối cũng như là việc là cẩn trọng trong cái phiên phái sinh quý anh chị đó, thì cũng như cái kịch bản nó đã diễn ra thôi quý anh chị nhá. Hôm nay thì mặc dù là phái sinh nó thị trường là cũng có biến động rất là lớn, và phái sinh cũng vậy, thế nhưng em nhìn nhận được đó chính là gì, đó chính là sắp tới nếu như có biến động thì thị trường sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng ta tham gia, và khi mà có biến động thì đa phần quý anh chị sẽ là các cái nhóm trụ cũng như là nhóm trụ sẽ rơi nhiều, còn nhóm midcap thì sẽ dừng cái đà rơi của mình và sẽ chỉ có những cổ phiếu điều chỉnh một chút thôi và sẽ về lại những cái điểm mua rất là hợp lý cho quý anh chị nhé. Đó. Rồi thì để bắt đầu cho video ngày hôm nay thì rất mong quý anh chị nào mà đang tham gia cái video này, mọi người đang xem hoặc là xem lại, mọi người có thể là cho em Bun xin những cái lượt like cũng như là những cái trái tím một tím ở phần bình luận nhé. Đó quý anh chị, comment xuống những cái mã cổ phiếu nào mà mọi người đang cầm, những mã cổ phiếu nào mà mọi người đang quan tâm, để em sẽ cho mọi người những cái góc nhìn về những cái cổ phiếu mà mọi người quan tâm nhé. Đó, thì nếu như có cần liên hệ tư vấn trực tiếp, nhận tư vấn trực tiếp và hỗ trợ ngay lập tức thì mọi người có thể là nhắn tin cho em Bun qua số Zalo là 0888381802, hoặc quý anh chị có thể là quét cái mã QR bên trên này để chúng ta vào Zoom Zalo cộng đồng. Ở đó thì vẫn sẽ có những anh em ITB hỗ trợ cho quý anh chị và làm sao để cho chúng ta có thêm được những cái góc nhìn và những cái nhìn nhận là sâu nhất, tổng quát nhất về thị trường quý anh chị nhá. Đó, rồi. Ngoài ra thì nếu quý anh chị nào mà mình đang chưa có tài khoản tại công ty chứng khoán SSI, mọi người có thể tranh thủ nhá, quét cái mã QR ở trên cùng để mở một cái tài khoản SSI với cái ID của em Bun là I610025. Sau đó em sẽ gọi là hỗ trợ cho quý anh chị là mình có thể tải app cũng như sử dụng app chứng khoán ITB một cách hoàn toàn là miễn phí nhá. Nếu như quý anh chị nào mà có nạp trên 50 triệu thì chúng ta sẽ được sử dụng gói VIP 2 quý anh chị. Còn không thì chúng ta sẽ dùng gói free nhá. Nhưng điều kiện tối thiểu kiên quyết là vẫn phải có tài khoản mở ID mở tài khoản này đài với ID của em Bun là I610025 nhá. Đó, app chứng khoán ITB thì là một cái app để khuyến nghỉ cổ phiếu cũng như là khuyến nghỉ các cái ba chữ cái mà mọi người, bao gồm điểm mua, điểm bán rõ ràng, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ nhá. Đó, hoặc quý anh chị có thể mở một cái tài khoản game thì cũng được, mở một cái tài khoản game thì cũng nhận được cái ưu đãi như vậy nhá. Với cái ID là BR8419 quý anh chị, mọi người mở tài khoản xong để chuẩn bị sắp tới nhá. Hôm nay thì đã là ngày đáo hạn phái sinh rồi, sắp tới thì lại tiếp tục sang một chu kỳ mới, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành tiếp trong một chu kỳ phái sinh cho tháng 9 nhá quý anh chị nhá. Đó, mọi người tranh thủ nhanh tay mở tài khoản để trước khi là có những cái nhịp bắt đáy diễn ra thì anh em sẽ hỗ trợ làm sao giúp cho quý anh chị có thể bắt đáy tốt nhất nhá. Đó, rồi thì không làm mất thời gian của quý anh chị nữa, chắc chúng ta sẽ đi vào phân tích về thị trường ngày hôm nay luôn. VN Index hôm nay của chúng ta là giảm 6.8 điểm về mức là 1223.56, tương ứng mức giảm là 0.55%. Thanh khoản thì rất là thấp, chỉ đạt có 11.541 tỷ. Và đây là cái phiên thanh khoản thấp nhất kể từ phiên hồi phục quý vị. Kể từ phiên hồi phục thì hôm nay là phiên có thanh khoản thấp nhất nhá. Đó. Thì sau khi trải qua 6 phiên hồi phục thì hôm nay thì thị trường lại tiếp tục có những cây đỏ điểm nhá. Rồi. Về số mã thì chúng ta hôm nay có 300 mã giảm giá. Có 300 mã giảm giá nhá quý chị, 109 mã tăng giá và có 64 mã tham chiếu. Trong khi đó thị trường thì giảm không nhiều, giảm có 6.8 điểm thôi. Chứng tỏ là cái lực đỡ của thị trường đến từ nhóm chủ là rất lớn. Thì nhóm chủ hôm nay đỡ thị trường là gì? Chúng ta có Vinhome, có Lộc Phát, có HD Bank, có VIB, có CTG, FTS và HHV. Đó, trong đó thì hỏi nhà Vin đứng ra đỡ thị trường mạnh nhất quý anh chị với cổ phiếu Vinhome tăng 1.75%. Ngoài ra thì ở chiều giảm điểm chúng ta có rất nhiều các cái cổ phiếu hôm nay tác động khá là tiêu cực đến thị trường, ví dụ như GVR tác động mạnh nhất giảm 0.73 điểm, BID, Masan, Vietcombank, GAT, HPG, BKMX, FPT nhá.
Hôm nay thì nhóm thép cũng là một cái nhân tố tác động rất là tiêu cực đến thị trường. Ngoài nhóm thép ra thì còn nhóm phân bón giảm cũng rất là mạnh quý anh chị, vào cũng giảm rất mạnh nhá. Đó. Thì lát nữa em sẽ đi vào review tất cả những cái nhóm mà hôm nay điều chỉnh để tìm xem đâu sẽ là cái cơ hội của chúng ta trong giai đoạn tới nhá. Đó. Tiếp theo là về nước ngoài. Ở nước ngoài thì quý anh chị thấy là hôm nay nước ngoài mua dòng là 119 tỷ đồng, trong đó mua dòng nhiều nhất vẫn là cổ phiếu Vinamilk quý anh chị. Tiếp tục cái chuỗi mua dòng từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày hôm nay. Đó. Tiếp theo là FPT, CTG cũng được mua dòng khoảng 70-80 tỷ. Ở GMADF, Digiwa, HVN, TCH, HDG được mua dòng khoảng 20 tỷ. FPLX, KDH, SSI, STB, FTS, Lộc Phát, GAT cũng được mua dòng khoảng trên dưới 10 tỷ. Và các cổ phiếu khác mua dòng dưới 10 tỷ như HHV này, Vĩnh Hoan này, Thế Giới Di Động này, Đất Xanh này, BSI, Vietcombank, Sabeco, HAG và rất nhiều cổ phiếu khác. Bán dòng thì vẫn tập trung bán chính vào cổ phiếu Vinhome, giá trị bán là 105 tỷ. Techcombank cũng bị bán dòng 73 tỷ. HPG bán dòng 40 tỷ. Masan, FRT, HSG, VIX cũng bị bán dòng trên dưới 10 tỷ. VRE, Kindo, Nhà Từ Liêm, SHB và Vietjet cũng vậy nhá. Thì đó là những cái thông tin cơ bản nhất về thị trường ngày hôm nay. Và ngày hôm nay quan trọng là cái gì? Ngày hôm nay quan trọng chúng ta là một phiên đáo hạn phái sinh quý anh chị. Đó, một cái phiên đáo hạn phái sinh thì cũng như dự đoán rồi đúng không? Là nhiều khả năng là thị trường sẽ có nhịp giảm. Đó. Ngoài ra nữa thì hiện tại là thị trường của chúng ta đang đứng trước một cái gọi là cái rủi ro giảm điểm nhá. Đó, quý anh chị thấy là trên khung đồ thị ngay này, chúng ta có là thị trường đang tiềm cận cái mốc là 1221. Đó là cái hỗ trợ ngay bên dưới quý anh chị. Ngoài ra thì nếu mà quý anh chị mà nhìn trên các cái khung nhỏ đây, mọi người nhìn trên cái khung H1 đây, chúng ta thấy là ở ngay dưới index chúng ta đang có một cái đường hỗ trợ là 1220. Cái khung đô thị H1. Ngoài ra thì ở dưới cái hỗ trợ này nó là một cái mây quý anh chị nhá, nó là một cái mây. Thì bây giờ với cái mây này, nếu như cái mây mỏng quý anh chị, cái xoắn mây đó, thì thường anh em ITB thì cũng thường là báo mọi người rồi đúng không? Đó chính là việc mà thị trường đi qua mây. Đi qua những cái xoắn mây, những cái ẹo, cái khe mây đấy quý anh chị. Đó. Những cái khe mây thì nó sẽ rất là nguy hiểm và có một cái trạng thái mà anh em hãy gọi là trạng thái lọt khe nhá. Cái trạng thái lọt khe này thì rất là nguy hiểm vì là thường những cái eo mây nó có sự thu hút về giá. Đó là vì sao quý chị? Vì cái chỗ eo mây là cái chỗ mà nó biến động về chiều của cổ phiếu. Nó đảo chiều của cổ phiếu trong giai đoạn trước. Thành thử ra là nó có cái xu hướng là bị hút về nhá. Thì ở giai đoạn hiện tại là nếu như ngày mai thị trường mà thủng bất móc 1220 thì cái nguy cơ thị trường đi xuống cái mây này nó là rất lớn quý chị. Đó, nó là rất lớn nhá. Thế mọi người phải chú ý. À, nó giống như hôm nay chiều ngày hôm nay anh em có livestream mà có nhắc mọi người, nó giống như một cái cây cầu ấy. À, cái hỗ trợ này nó giống như một cái cây cầu này, nó bắc qua cái vùng ở dưới này, nó là một cái khe mây cũng như là một cái khe vực nhá. Thì quý anh chị thử nghĩ và xem nếu mà cầu sập nhá, sập cầu mà rơi xuống vực thì sẽ thế nào, thì toàn quý anh chị nhá, sập cầu mà rơi xuống vực thì toàn. À, vậy nên là mọi người lưu ý. Còn nếu mà thị trường mà có thể là tích lũy đi được trên này thì nó sẽ bám mà đi lên thì là tốt nhất. Còn nếu không mà cái trường hợp là nguy hiểm là nó tọt xuống thế này đó, nó rơi xuống quý chị nhá, thì không ai muốn trường hợp này xảy ra cả. Nhưng mà mọi người phải lưu ý vì bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xảy ra đối với index trong giai đoạn hiện tại nhá. Và nếu như có xảy ra thì chúng ta sẽ chuẩn bị cơ hội để mua, vì ngày hôm nay anh em khuyến nghị quý chị có cấu rất nhiều rồi nhá. Sáng cũng báo bán, hôm qua cũng báo bán, quý anh chị nhớ không? Hôm qua cổ phiếu nào thì cũng báo là mọi người nên cánh Hà Thị Trọng đi. Nó chưa mua được cổ phiếu nào đâu quý anh chị nhá. Đó. Thì ngoài cái khe mới của VN Index là chúng ta còn có cả khe mới của VN 30 nữa. Mà quý anh chị nhớ đúng không? Cái đợt vừa rồi, VN 30 của chúng ta gần như là không điều chỉnh quá mạnh, giữ điểm ở thị trường. Thì bây giờ quý anh chị, cái khả năng giảm bù của nó là rất lớn quý anh chị nhá. Và thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là nó cũng có một cái khe mây ở cái đoạn dưới này. Nó sẽ đến chậm hơn nhá. Nó sẽ đến chậm hơn index 1 tiếng. Đó, cái hai cái này nó đang có một cái điểm đồng khá với nhau là nó đến chậm hơn index 1 tiếng. Đó, khe mây của VN30 nó sẽ đến chậm hơn index 1 tiếng. Đó, thì nó đến vào giai đoạn nào? Giai đoạn là khoảng phiên chiều ngày mai quý anh chị nhá, khoảng 1 giờ. 1 giờ ngày mai, phiên chiều ngày mai sẽ có rất là nhiều nguy cơ xuyên mây. Đó.
thì cái khoảng cách giữa cái mấy nó còn lên đến đâu đó là khoảng hơn 20 điểm cơ, 20 điểm cơ quý chị, gần 20 điểm nhá. Khoảng cách nó xem mà khi mấy là gần 20 điểm. Và ngoài ra thì thị trường hôm nay đóng nến lại ngay ở cái kháng cự quý chị, ngay ở cái hỗ trợ. Ngay đường hỗ trợ ở trên cả khung H1 lẫn khung daily. Đó, cái việc mà đóng nến ở cả đóng nến ở ngay trên hỗ trợ ở cả khung H1 và khung daily này nó sẽ tạo ra cái rủi ro cho index nhá. Nếu ngày mai mà cổ phiếu thị trường nó giảm một chút thôi, đó, thị trường nó tọt xuống dưới cái thì là mất mất đi cái hỗ trợ ở trên khung H1, cũng cùng là lúc là mất đi hỗ trợ trên khung daily, thì nó sẽ tạo ra cái áp lực bán, nó tạo ra cái áp lực bán nhá. Cùng với đó là gần cả áp lực trên khung tuần này luôn quý chị nhá. Mọi người xem khung tuần này. Khung tuần hỗ trợ của chúng ta cũng ngay đây rồi. Đó. Thì bây giờ mất một cái, mất hết tất cả hỗ trợ thì cái việc là xuyên mây nó rất là dễ xảy ra. Mà nếu như VN30 giảm mạnh thì chắc chắn luôn là VN Index của chúng ta không kém cạnh nhá. Đó, vì đấy là một trong những chỉ số mà tác động rất lớn đến thị trường. Đó. Quý anh chị lưu ý nhá, lưu ý cái khe mây này. Đó, nó mà lọt khe là căng thẳng đấy. Đó, thì nó sẽ là nở hoa cho anh em phun tiền và nó sẽ là bế tắc cho những anh em nào đang phun hàng nhá. Đó. Thế nhưng mà tất nhiên là kể có lọt hay không nhá thì chúng ta vẫn phải lưu ý là những cái cổ phiếu nào mà em nói rồi nó về điểm mua thì chúng ta mới mua. Chứ nó lọt mà cổ phiếu không về điểm mua thì cũng cứ từ từ đã quý anh chị nhá. Đó. Cái thời gian rủi ro của index chúng ta sẽ kéo dài từ bao giờ? Từ cuối phiên sáng ngày mai cho đến đầu phiên sáng ngày thứ hai quý vị nhá. Cho đến hết phiên sáng ngày thứ hai nữa. Vậy đấy là nếu như ngày mai nó không giảm chúng ta vẫn còn thứ hai, nên quý anh chị đặc biệt lưu ý. Ngày hôm nay thì em đánh giá là có một phiên đáo hạn phái sinh tương đối là nhẹ nhàng quý chị. Tương đối là nhẹ nhàng nhá. Nó chỉ có áp lực đối với một số các cái nhóm ngành chính mà đã tăng nóng hoặc là đang có nhiều tin xấu thôi. Đó, mọi người thấy này. Đáo hạn phái sinh hôm nay dừng phiên ở 1267.7 nhá. Và một cái vùng giá rất là cân bằng và cũng sát với cái vùng giá mở cửa. Đó. Chỉ có đúng hai cái biến đổi giá đồng rất lớn và cuối phiên là một cái phá sập về 1263 và kéo ngược lại lên 1269. Đó, có mỗi hai phá đấy thôi. Còn lại thì rất là bình ổn nha, 1267 kết phiên. Mà không có quá nhiều bất ngờ. Ngoài ra nữa thì ngày mai là sẽ chuyển sang chu kỳ mới rồi nha. Chúng ta sẽ xem là liệu thị trường có những biến động gì ha. Đó là về phái sinh. Đó. Vị trí thì cũng nói cho quý anh chị rồi đúng không? Cảnh báo rủi ro cũng như là các cái cơ hội có thể đến rồi. Giờ thì em đánh giá là cơ hội nhiều hơn là cơ hội khi mà thị trường giảm quý chị. Cơ hội khi thị trường giảm chứ không phải cơ hội tăng giá. Có nghĩa là gì? Thị trường sẽ chiết khấu những cái cổ phiếu về những cái vùng giá hợp lý để cho chúng ta tham gia. À, vậy đấy là quý chị có thể là chuẩn bị nhá, chuẩn bị cho mình những cái dòng tiền thật tốt nhá. Như cá nhân em thì đã chốt lời đa phần cổ phiếu rồi, à, trong cái giai đoạn bắt đáy rồi, à, khuyến nghị quý chị chốt quá nhiều luôn nhá. Đó, thì để chuẩn bị ở những cái nhịp giảm nếu có xảy ra với thị trường trong thứ sáu cũng như là tuần sau quý chị. À, rồi thì chắc là chúng ta sẽ điểm qua một số các cái nhóm ngành mà nó bị giảm mạnh ngày hôm nay nhá. Đó, chắc hẳn quý anh chị cũng quan tâm rất nhiều đến ngành thép đúng không? Đó, ngành thép hôm nay chúng ta có cổ phiếu Hoa Sen và cổ phiếu TVN là rất đầu điểm, rất đầu cái đa giảm này. TVN thì về hỗ trợ quý anh chị giá 9 nhá. Thì thực ra ở giá 9 này thì quý anh chị mua cũng được, thế nhưng mà em đánh giá là nếu như có giá 8.6 thì đẹp hơn nhá. Đó, thì quý anh chị có thể chơi là 8.6, nhưng mà đấy là một cổ phiếu mà có tính thị trường không cao, có nghĩa là gì? Nó tăng thì nó cũng tăng rất mạnh, nhưng mà giảm thì cũng thế quý anh chị. Nó không có tính thị trường nhiều nhá, và kiểu hoạt động chủ yếu là do đổi lái cũng như là do một số các cái bên họ điều tiết chỉ số thôi. Đó, vậy nên là mọi người lưu ý với cổ phiếu TVN. À, em thấy thì đang có hỗ trợ giá 8.6 là khá là cứng, thì có thể là chờ về đó mọi người tham gia mua cũng được nhá. Và CNN hôm nay có báo mọi người rồi đúng không? Đó chính là nếu mà về quanh 19 thì quý anh chị có thể là tham gia trước một phần. À, thế nhưng mà chỉ đánh tế cổng thôi nhá. À, quý anh chị nhớ là hôm nay nhóm thép nó có một cái tin nó khá xấu đến từ Trung Quốc. Đó chính là việc là cái doanh nghiệp thép lớn nhất Trung Quốc thì đã để đơn phá sản lên chính phủ quý anh chị. Thì không biết là liệu là có được phê duyệt là phải để cho phá sản hay không, hay là lại cho doanh nghiệp khác tiếp quản. Nhưng em đánh giá thì với cái việc để đơn phá sản đây
thì nó sẽ khiến cho gì quý anh chị? Nó sẽ khiến cho thị trường thép của cái doanh nghiệp đó nó tạm dừng một thời gian. Có nghĩa là các cái lò luyện, các cái lò sản xuất nó sẽ tạm đình chỉ một thời gian, nó sẽ hạn chế cái nguồn cung thép ra thị trường. Từ đó có thể là giá thép sẽ có được cái cung ít giá thì là cái giá nó sẽ tăng lên quý anh chị. Đó, thì đó là cái kỳ vọng là nếu như trong cái trường hợp tốt thì nó có thể phục hồi giá thép nhá. Thì sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp ở trong Việt Nam sẽ hưởng lợi một chút và giảm cái rủi ro từ giá thép giảm đi quý anh chị. Đó thì cũng có thể là kỳ vọng một chút nhá. Mặc dù là tin đó thì trong trước mắt thì nó sẽ rất xấu. Vì nó thể hiện là gì? Nó thể hiện là cái ngành thép hiện tại nó đang khá là tiêu cực. Thế nhưng mà quý anh chị yên tâm nhá. Đối với một đất nước hiện tại, cái ngành công nghiệp nặng là ngành sản xuất và chế tạo thép, đặc biệt là thép công nghệ cao, nó là không thể thiếu quý anh chị. Nó là không thể thiếu nhá. Dù quý anh chị có là AI có giỏi đến thế nào, AI nó có tốt đến thế nào thì vẫn phải cần sắt, cần thép để chế tạo thôi. Đó, chất bán dẫn là quan trọng nhất. Thế nhưng mà không có sắt thép thì không chế tạo được, không có máy móc, không có thiết bị, đúng không? Thế nên là ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là ngành thép, nó luôn là ngành phải đi trước nhá. Đó, thế mọi người lưu ý giúp em, nên là yên tâm nhá. Đó, kể cả doanh nghiệp có phá sản ở bên Trung Quốc thì ở Việt Nam mình nhiều khi nó lại là hưởng lợi đấy quý anh chị nhá. Đó, thì quanh giá 19 thì chúng ta mua gọi là mua tế cổng thôi nhá. Tất nhiên là mua tế cổng thì nó sẽ có rủi ro ngắn hạn nhất định, thế nên là quý anh chị lưu ý giúp em nhá. Có thể là sâu một chút đi thì quanh giá khoảng 18.5 cũng được. Đó, mua gọi là mua lướt sóng thôi. Đó, vì là nó sẽ hình thành phần kỳ quý anh chị. Đó, nó giống như cổ phiếu Hòa Phát cũng vậy nhá. Hòa Phát nếu mà thủng về giá 24.5 thì mọi người có thể chú ý nhá, 24.4, 24.5 được thì tốt. Vì về cái giá đó nó sẽ có hỗ trợ để nó giúp cho cổ phiếu có thể bật lên quý anh chị nhá. Đó, thì nếu như về đến 24.5 hoặc là về đến 23.5 thì tốt nhất là quý anh chị cứ chia thành hai phần tiền ra cho em nhá. Mua ở hai giá đấy, 24.5 và 23.5. Đó là ok nhá, là chúng ta yên tâm là cấm thép cho chúng hàng được. Đó, quý anh chị cứ lưu ý thôi, bao giờ nhóm thép nó tăng thì thị trường cũng sẽ hồi phục à. Đó, giờ ví dụ mình vào quanh cái giá 23.5, 24.5 đi thì coi như lợi nhuận nếu quay lại định chúng ta cũng có 20% được còn gì, đúng không? Đó, quý anh chị lưu ý nhá, phải mạnh dạn. Đợt này nếu mà thị trường có giảm thì mạnh dạn nhá, chúng ta sẽ tham gia. Tất nhiên là tỷ trọng của chúng ta tham gia tốt nhất nhá. Kể cả cho dù có thị trường nó giảm về những cái vùng giá hợp lý nhất thì tỷ trọng chúng ta cũng không nên vượt quá 50% tiền nhá. Đó, chỉ dừng lại ở 50 tiền, 50 hàng thôi. Quý anh chị nào mà nhiều thì có thể là lên đến 60 là càng quý anh chị nhá. Còn thì phải chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường thì chúng ta mới vô hết được nhá. Đó, cơ bản thì nhóm thép em nghĩ là trong dài hạn thì như hôm qua em phân tích rồi đúng không? Đó, dài hạn thì nếu giá thép tiếp tục giảm thì nó sẽ không hưởng lợi được. Thế nhưng trong ngắn hạn nếu cổ phiếu nó có những tín hiệu phân kỳ vì nó giảm quá mạnh rồi, nó sẽ có những tín hiệu phân kỳ để có dòng tiền mới và bắt đáy. Đó, thì chúng ta có thể kỳ vọng được một nhịp hồi tế cổng nhá. Đó. Ngoài ra thì có một cái nhóm hôm qua em cảnh báo mọi người rồi, đó là nhóm hóa chất. Nhóm hóa chất đây, hôm nay CS về tiếp tục giảm 5%, đúng không? Hôm qua cảnh báo mọi người rồi. Đó, cứ mở cửa giá có giá tốt là bán thôi. Ví dụ như quý anh chị bán ngay sáng ngày hôm nay lỗ có 1%. Để đến chiều lộ thêm hơn 4% nhá. Này em báo rồi, còn đây thì nó phải về giá 32 là tối thiểu, còn không thì phải về đến 26 nhá. BFC cũng thế, đấy là hai con duy nhất mà cảnh báo mọi người là chúng ta phải giá hàng. Đó, BFC đây. BFC hôm nay giảm 2.3%, có một cái kênh đến rút chân nhỉ. Nhưng mà quý anh chị nhìn cái mô hình này, thứ nhất là nó có gap tăng, thứ hai là nó là mô hình vài đầu vài nhá. Gap tăng thì vẫn có, mô hình vài đầu vài thì vẫn còn. Đó, thì bây giờ mà nó break ra một cái nền nghĩa là 41 thì nó chùi tọt về bà quý anh chị nhá. Chùi tọt về giá 2.33 luôn. Cho nên là quý anh chị lưu ý nhá. Đây nó có đường nước lái ở đây. À, quý anh chị có thể thấy nhá, quý anh chị mà học mẫu hình ấy thì mình sẽ có cái mẫu hình vài đầu vài đúng không? Nó sẽ là cái mẫu hình này. À, bây giờ mà nó tọt qua đây cái là nó sẽ chui xuống đây quý anh chị.
rồi nó bật lên. À, thực ra thì cái điểm này nó có thể là quanh quanh đây thôi. À, đúng không? À, đúng quanh giá 3334 đấy. Thì quý anh chị lưu ý cổ phiếu BFC nhá. Đó. Khả năng là về đến quanh giá đấy đấy rồi nó mới phục hồi. Nên là có hàng tốt nhất là ra nhá. Quý anh chị nào ly lắm nhá thì thủng 41 vẫn phải bán hết. Thế thôi. Ly lắm thủng 41 vẫn phải bán hết. Rồi, trong nhóm phân đảm thì em vẫn có khuyến nghị mọi người hai cái mã chính mà chúng ta nên chú ý đúng không? Đó là đảm Phú Mỹ và đảm Cà Mau. Đó, đảm Phú Mỹ thì hôm nay vẫn đang điều chỉnh có cái rút trần khá mạnh. Đảm Cà Mau thì vẫn chưa về đến ra mùa nhá. Tất cả hai mã này chúng ta đều đáng chú ý thôi. Chưa dừng lại ở vào tiền đâu quý anh chị. Nhá, đó. Hai mã này thì vẫn đang theo dõi. Điểm mua thì hôm qua em có báo cho mọi người rồi đúng không? Đảm Cà Mau chúng ta chờ thứ nhất quanh 35. Giải ngân trước 10% thăm dò. Còn chờ về giá 33 giải ngân thêm. Quý chị nào cầm giá 37 hôm nay lúc rút lên giá 36 thì báo mọi người bán rồi đúng không? Đó, báo mọi người là chờ bán ở giá 36. Thì chiều này nó rút lên giá cao nhất là 35.95 quý chị. Hai lần liền. Nhá, thì không biết là quý chị có giá hàng không? Thì em thì thấy giá 37 mọi người cầm là rất nguy hiểm rồi. Nhá. Ở đảm Phú Mỹ thì ở quý chị nào có hàng tốt nhất là bán nhá, khả năng nó còn chỉnh về 34 cộng trừ, ở đó chúng ta mua. Các mã khác trong nhóm hóa chất như lát này thì em không quan tâm lắm nhá. Lát này thì đang tích lũy trở lại rồi. Còn này giờ mà nó thủng. Thực ra thì giờ mà quý anh chị cầm hàng mà nó thủng khoảng 23.5 thôi là bán hết nhá. Thủng 23.5 bán hết đi. Không cầm được đâu mà thực ra thì có thì bán luôn cũng được. Có lãi bán luôn nhá. Nhóm hóa chất bây giờ dễ giảm bù lắm. DDV cũng vậy này. DDV khả năng là chỉnh về 16.8 là siêu dừng đâu. Có thể về 16 đấy. Về cái giá 16.8 thì khả năng còn tiếp tục chỉnh tiếp về giá 16 nữa. Thế là mọi người lưu ý nhá. Thế thôi, nhóm hóa chất cũng vậy thôi. Nhóm thép hôm nay giảm cũng mạnh rồi, nhóm điện thì sao? Điện hôm nay có cổ phiếu giảm mạnh nhất là TV2 quý chị. Con này thì nó quá là khổ cực rồi đúng không? Quý chị nào có hàng thì thôi, tốt nhất là bán được lúc nào thì nên bán, thì quý anh chị thấy cái mô hình như thế này rồi thì chắc chắn luôn là không có cửa quay đâu rồi nhá. Cái mô hình nó đã rõ như này rồi thì không có cửa quay đâu rồi, em khẳng định luôn nhá. Cái trên lai giảm này thì thôi chắc chắn luôn là cứ lên là bán xuống thôi nhá, không có cửa quay đâu đâu. Con này chắc chắn luôn là nếu như cái đà này nhá, nếu như cái đà này chắc chắn là nó không còn giữ được bất kỳ cái hỗ trợ nào nữa. Khả năng là về lại giá 17, thậm chí là về giá 10, nói chung là về đầu 1. À, khả năng về đầu 1, quý anh chị nào lưu ý, đang cầm hàng thì lưu ý nhá. Vì là bây giờ quý anh chị nhớ này, cái dự án quan trọng nhất của doanh nghiệp thì đã dừng. Dự án quan trọng nhất của doanh nghiệp thì đã bị hủy. Thì bây giờ doanh nghiệp không còn kỳ vọng nữa. Thì với một cổ phiếu không còn kỳ vọng, đáng tảo trên lái đi xuống. Những cái người mua 6 này người ta thấy lỗ, người ta lại gồng hồi phục tăng lên lại, cái người ta lại bán thì cứ tiếp tục cái đà, nó cứ tiếp tục cứ bán xuống như thế, không bao giờ dừng được nhá. Đó, mà khả năng rồi nó còn rất sâu, nó khả năng đợt này lại rơi về dưới này xong lại hồi phục lên trên lại tiếp tục rồi nhá. À, quý anh chị lưu ý nhá. À, còn đây chắc chắn là không có thể thị trường gì nữa rồi nhá. Này hồi sâu quá, chắc chỉ quanh đây thôi. Đúng rồi. Đó, mọi người chú ý nhá. Đối với TV2 thì tốt nhất là cứ hồi lên được chút nào thì giá hàng ngay chút đấy nhá, chứ không quý chỉ cầm lại như những cái cổ phiếu ngày xưa nữa là ông vua đấy, nó kéo lên xong nó tụt về không còn gì đâu quý chị nhá. Thủng hết mọi loại đáy luôn đấy. À, GEG thì cổ phiếu này nó cũng dính tin xấu. Tin rất xấu, quý chị bị thanh tra 4 cái dự án điện.
Khả năng thì đánh cũ này chắc cũng không đỡ nổi. Về giá 10 quý chị nha. Chắc là về giá 10 thôi. Em bây giờ không tham gia nhóm này cũng không chú ý lắm. Báo đi sao? Báo hôm nay thì thủng hỗ trợ. Xấu. Hả? Nói chung là xấu. Em không biết tin gì đến nhưng mà với báo dân này là xấu rồi. Em không tham gia báo đoạn này nhá. Ri sao? Gì đi hôm trước là tăng điểm. Tăng điểm nhưng mà lại điều chỉnh rồi. Con này khả năng là tích lũy chặt. Nhưng mà cho ngành điện thì em đang chú ý mỗi con này thôi. PC1 của anh chị. Nha. PC1 tích lũy quanh đây thì lại là đẹp. Cố gắng tích lũy quanh giá 28.2 này. Càng lâu càng tốt nha. Nó sẽ tạo ra cái đà tăng tốt cho quý 3 sắp tới. À, nếu mà tích lũy quanh đây thì nó sẽ không cần về giá 25 nữa nhá. Có thể là quay về Tết khoảng giá 27 rồi phi lên là được. Nhưng mà cần tích lũy ở đây thêm một đoạn nữa. À, em đang view đâu đó cuối tháng 8. Cuối tháng 8 thì có một nhịp chảy với cả PC1. Nhưng mà quan trọng là đây. Quan trọng là nó rất giống index quý anh chị. À, quan trọng là nó rất giống index, con này đi như index luôn, nó có cái khả năng chui khe của anh chị nhá. Thế nên là em vẫn chưa giải ngân, nó vẫn có khả năng chui khe, thì nếu ngày mai nó nguy hiểm nó tọt về cái giá 26.x à, thì chúng ta lại nhặt đúng không? Lần trước em đã nhặt giá 25.55 giá sàn rồi, thì lần này nếu mà nó quay lại tiếp thì ui sổ nhặt luôn quý anh chị nhá. Con này tốt mà, con này em phân tích cho quý anh chị rồi nhá. Con này thì cứ kỳ vọng vào quý 3 quý 4 sắp tới đi. Ngành điện thì em thấy là con PC1 này thì lắm việc. Nhưng còn như GEG, TV2 nó đều dính vào điện, điện mặt trời và những cái dự án điện đấy. Những cái dự án điện mà nó bị thanh tra. Nhưng PC1 thì không. PC1 là thủy điện, có đúng hai cái nhà máy thủy điện. Nhà PC1 là chủ yếu doanh thu là đến từ gì? Đến từ xây lắp và gọi là và triển khai các cái gói thầu thuộc cái dự án 500 kV mạch 3. Đó, Thanh Hóa, Phố Nối. Thì ngã Hưng Yên à, thì với cái dự án này thì hiện tại đang đốc thúc triển khai rất nhanh. Em không biết là liệu nó có thành trai không nhưng mà nó là cái dự án mới, thành thử ra là các cái hoạt động làm thành trà cũng như là các cái hoạt động về minh bạch nó sẽ rất là tốt. Nó không như các cái dự án cũ ngày xưa quý chị, mà đa phần các dự án bây giờ bị thanh trà lại đều dự án từ 2018, 2019, 2020 hết đó. Thì các cái dự án mới bây giờ thì đều rất là minh bạch và khả năng là PC1 sẽ ghi nhận cái lợi nhuận từ cái việc là nhận những cái gói thầu của dự án 500 kV này vào tháng 9 sắp tới quý vị. Vì là tháng 9 là sẽ đi vào hoạt động. Thủ tướng yêu cầu là 2 tháng 9 là phải đóng điện rồi nhá, thì chắc chắn là sẽ được ghi nhận quý bà này. Thì doanh nghiệp lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ có cải thiện. Đó là cái kỳ vọng của PC1 nhá. À, còn mấy cổ như SGD, PPC, mấy cổ này thì nó lình xình ở vùng đáy. Quý anh chị nào mà muốn có thêm thông tin thì cứ nhắn cho em nhá. Gách thì là doanh nghiệp tốt, nó định giá thì cũng rẻ, nhưng mà giờ dạo này quý anh chị biết rồi đấy à, chủ doanh nghiệp chỉ còn đang phải lo tiền để đi thâu tóm ngân hàng thì thành thử ra là chưa kéo được nhá. Khả năng là còn phải chỉnh về quanh cái giá 18 nhá, 18 rồi kéo là vừa, có thêm 10% nữa cho quý anh chị giá sạch hàng đi thì bắt đầu người ta kéo lại quý anh chị. À, đó là những cái nhóm giảm mạnh nhất ngày hôm nay đáng chú ý rồi. Nhóm dệt may hôm nay thì điều chỉnh nhẹ thôi, trong đó có TNG còn V8 chiếu này. TNG quý anh chị lưu ý nhé, mà là ngày giao dịch không hưởng quyền rồi. Quý anh chị nào không bán thì ngày mai chúng ta sẽ gọi là sẽ nhận quyền phát đấy, trả cổ tức bằng tiền mặt 400 đồng nhá, 4%, 400 đồng một cổ phiếu. STK đoạn này dừng rơi rồi. MSH, con MSH này cũng không đẹp đâu. Bỏ cung khó đánh lắm. TCM thì còn một cái hỗ trợ 45.2. Thủng thì chắc là phải giá hàng thôi. Nói chung nhóm dệt may thì em không quan tâm nhiều lắm. Đợt này thì em không đánh dệt may anh chị. Nhà em đánh điện rồi. Đúng không? Chúng ta có điện, chúng ta có phân đảm rồi. Chúng ta có dầu khí thì xem nào. Dầu khí thì BR thì chưa về đến điểm mua nhá. BR thì tối thiểu chúng ta về đến 22 đi thì chúng ta mua 22.2 đi, mua lậu nhá. Gas thì điểm mua em chờ ở 79.8 với chị 80, nó chờ nó giảm thêm nhá. Hôm nay giảm cũng 1% rồi đấy. Cứ từ từ thôi, cho gas nó điều chỉnh nhặt thêm, tốt nhất là về 79 thì ngon quá.
B79 thì em tuyệt vời luôn. VVS thì sao? VVS thì dịp này không tham gia chị nhá. VVS thì nó nói thế nào nhỉ? Nó tích lũy lâu quá quý anh chị. Tích lũy lâu quá, đánh nó chậm. Này nếu mà muốn đánh nhanh thì chắc nó phải rũ mạnh. Quý chị cánh một cái pha nó rũ đâu đó về quanh giá 3x, 35 nhá. Có thể là về 35 thì chúng ta tham gia được. Biết đâu có lực cầu bắt đáy nhá. Nhưng mà cứ theo dõi đi. Ở nhóm này thì giờ em cũng chả chú ý được con nào nữa. Mới còn oi yếc này thì thanh khoản nó cũng lúc được lúc có lúc không ấy. PVC này cũng thế. Nói chung là bây giờ nha quý anh chị. Đó, chúng ta theo dõi cổ phiếu rồi. Em có một cái list cổ phiếu em đang theo dõi để chúng ta chờ bắt đáy. Thì với các cái cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí này thì đáng chú ý BSR này, GAT này, có thể là thêm còn PVS này hoặc là còn BVB. Bỏ ống dầu khí còn đây thì mặc dù là bỏ cùng nhưng mà nếu mà rũ mảnh nhá, rũ mảnh thì lại là cơ hội vì con này nó tăng thì tăng rất bốc quý anh chị, tăng thì tăng rất bốc nhá, nó có thể chú ý thêm thôi. Đó, VLX bán lẻ sáng rồi tốt nhất quý anh chị có hàng thì bán ngay nhá, con này không bán ngay là nó lại chỉnh đấy. Ngân hàng thì sao? Ngân hàng đợt này thì chắc là vẫn là chủ chốt thôi, BVB quý anh chị nhá. Hôm nay tăng 0.89%, lúc sáng thì có phá kéo lên 11.7. Quý chị nào nắm giữ đến hôm nay thì coi như chúng ta nhận cổ tức 10% bằng cổ phiếu rồi nhá. Quý chị sẽ có thêm là 10%. Ok. Còn này thì cứ nắm giữ thôi, chả phải lo nghĩ gì đâu. Nó giảm thì mua thêm nhá. Thì hiện tại cái giá mua thêm của chúng ta đang rơi xuống kẹp quanh cái vùng là 10.7 nhá quý chị. Quanh vùng 10.7 nhá. Vậy còn VAB này thì mới khuyến nghị cho chúng ta rồi đúng không? Hôm nay chạm điểm mua đầu tiên. Điểm mua này thì em cảnh báo mọi người là điểm mua nó rủi ro. Thì chúng ta có thể chơi điểm mua thứ hai cũng được nhá. Đó. Hai cục đấy rồi mọi người chú ý nhá. Hoặc là Techcombank thì nó phải giảm mạnh nhá. Đợt này quý anh chị lưu ý những cái con cổ phiếu bánh như Techcombank này. Đó, hoặc là như MBBank này nhá. Nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh mạnh để chúng ta tham gia. Thì em đang chú ý còn Techcombank. Ở Techcombank thì cái view của em nó sẽ về khoảng giá 19.x nhá. 19.x có thể là quanh giá 19.2. Chúng ta có thể giải ngân tham gia nhá. Thì đâu đó nó sẽ chiết khấu khoảng 8% nữa nhá. 8% nữa có khoảng 2 3 cây rồi nữa thì nó sẽ về đến. Thì quý chị có thể nhặt hàng nhá. Nó về đến đấy là đẹp, chúng ta lại có một nhịp phục hồi tốt. Còn quý anh chị mà dự báo bao giờ nó cũng vượt đỉnh lại thì không biết được nha, nhưng mà để bảo nó rơi về giá 19.2 thì có thể là khoảng 2 tuần nữa quý anh chị nhá, 2 tuần nữa thôi. Em vẫn đấy mà yêu thích thôi, quý anh chị nào thích thì có thể tham gia, nhắn tin cho em chúng ta cùng nhau tham gia mã này nhá. Lộc Phát thì tầm này quý anh chị nào có hàng bán nhá. Hôm nay kéo này cái này là rất là gọi là có lòng thương cho nhà đầu tư đấy. Quý anh chị kéo cái này hôm nay là rất có lòng thương đấy. Thì nếu như có lên đến cái giá cao nhất nó có thể là quanh giá 30 thì tốt nhất là giá hàng giúp em nhá, đừng cố nắm giữ mà đến lúc nó giảm ngược. Đó, quanh 29.8 30 thì bán ra nhá. Thế thôi. Bất động sản khu công nghiệp thì cũng chú ý được, quý anh chị nào mà muốn tham gia đầu tư thì nhắn em nhá, em gửi cho cái bảng giá chờ mua. BCM này bùn chát rồi. Đó, khả năng lên về là 66 rồi. Đó. IDC này, IDC chắc V57. Bán lẻ bây giờ thì mời về kép G các thứ có hàng thì bán hết nhá. Không nói nhiều. Em không giữ đoạn này đâu. Mát sàn thì đấy, hôm qua quý anh chị theo dõi video của em rồi thì coi như là chúng ta quá tuyệt vời rồi đúng không? Không cần phải mua đuổi quý anh chị. Về điểm thì mua. Đây, điểm em cho rồi. Nhá. Tuân thủ đúng rồi. Cứ làm sai nhiều khi là mệt đấy quý anh chị nhá. Đó, chờ về 73.5 cộng trừ rồi xem nó làm gì ở đấy để tính tiếp điểm các cái điểm mua thứ hai này, nó là kỳ vọng nhưng nó còn chưa tới thảm mình cơ nên cứ bình tĩnh nhá, về 73 rồi chúng ta tính, không mua đuổi đâu nhá.
Thôi những còn như HDX này có hàng thì bán đi. Tầm này chắc HDX nó sẽ về quanh giá tục 13.6, 15.3 cũng căng nhỉ. Về đến 15.1 đi. Mong là có phục hồi nhá. VRE chả còn gì nói rồi. Nhóm hỏi nhân viên có hàng thì bán nhá quý anh chị. Có hàng bán nhá, chơi chỉnh tham gia. Em như Vinhome thì em đang chơi ở giá khoảng 35.5 quý anh chị. 35 cho đến 35.5 nhá. Hôm nay thì là phiên để chốt rồi. VIX thì chưa mua được nhá. VIX nhìn cái đồ thị này nó đánh buồn cười quá. Quý anh chị chả hiểu kiểu gì đánh cái đồ thị như thế này, chả ai dám vào. Thôi, nói chung ngày hôm nay như vậy thôi quý anh chị. Nó quan trọng nhất quý anh chị nhớ là thế nào. Chờ cổ phiếu về đến điểm chúng ta mới mua. Và thứ hai nữa là gì? Đó, ngày mai nguy cơ giảm rất lớn. Quý anh chị nào có hàng, dài hàng nhá. Đặc biệt là đang cầm nhóm phân bón có hồi cái giá luôn, không cần nói nhiều. Vì nó còn giảm mạnh thêm nhá. Thế đâu, cơ bản. Và muốn tham gia cũng như là muốn đồng hành cùng em bùn trên chặng đường đầu tư quý anh chị. Đó, chúng ta đã có cùng nhau là đợt tháng 4 rồi. Quý anh chị nào theo dõi em thì nhớ là chúng ta có tháng 4 thật là bùng nổ đúng không? Với HAH, với Hòa Sen. Thì bây giờ tháng 8 này em lại đang có những cái mã có cơ bản cực kỳ tốt và kỳ vọng phát triển rồi, kỳ vọng tăng trưởng vào quý 3 quý 4 này nó rất cao. Thì quý anh chị theo dõi em bùn nhá. Em bùn sẽ tư vấn cũng như là lên kế hoạch mua bán cho quý anh chị với các cái mã trung hạn. Lợi nhuận từ 20 đến 30%. Nó thậm chí là có thể hơn. Nhá. Đó, như HAH đợt trước em kỳ vọng lợi nhuận đâu đó khoảng 25%, cuối cùng lợi nhuận nó được khoảng hơn 40% quý anh chị. Quá tuyệt vời nhá. Rồi thì rất mong là quý anh chị nào đang theo dõi là thì mọi người nhắn tin trực tiếp cho em Bull qua số điện thoại là 0888 381802 nhá. Chúng ta trao đổi thêm về thị trường cũng như là em sẽ tư vấn một một cho quý anh chị cơ cấu danh mục làm sao để chúng ta có thể chuẩn bị ở nhịp sóng mới tốt nhất nhá. Ngoài ra quý anh chị có thể quét quét mã Zalo ở bên tay trái em nhá, tham gia vào Zoom cộng đồng. Ở đó em có gửi cho mọi người cái ở đó em có gửi cho mọi người cái danh mục cổ phiếu bắt đáy nhá. Đó, tranh thủ mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với ID là Y610025. Đó, thì em sẽ có thể là hỗ trợ mọi người là đăng ký app chứng khoán ITB nhá. Với cái gói là VIP 2 dành cho quý anh chị nào có nạp trên 50 triệu và gói free cho quý anh chị nào mà gọi là có nạp nhỏ hơn 50 triệu nhá. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã quan tâm cũng như là theo dõi video ngày hôm nay và xin chúc mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp với gia đình. Em xin phép là kết thúc video ngày hôm nay tại đây và chúc mọi người sẽ có thật nhiều các cái điều đầu tư thành công và thắng lợi, chuẩn bị cho một nhịp điều chỉnh của thị trường để chúng ta có những cái cơ hội bắt đáy cùng với nhau nha quý anh chị nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tất cả những video tiếp theo của em Bùn nhá. Bye bye.